trường đại học thưởng Tết Nguyên Đán cho lao công cao như hiệu trưởng. Thùng container vướng dây cáp rớt khỏi xe ngay ngã tư đường phố. Cả nhóm đem đồ ăn làm tân gia cho bạn đã khuất, thủ thỉ nó cười. Vấn độ hành động của Phương Lê với bé trai ở Đồng Tháp. Apple tăng chi phí thay pin từ tháng 3 2023. Thu Thảo xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin ngày 4 tháng 1 của Sài Gòn TV. Cái bây giờ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật được. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 128/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó có quy định rõ về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim theo quy định. Phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh, khiếu nại, tố cáo người sử dụng dịch vụ theo quy định. Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định, không thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ xem phim phổ biến trên các không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm theo quy định. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa ra quy định thời gian, mức phí đổi, trả vé tàu Tết Nguyên Đán Quý Mão tùy theo mác tàu chặn hành khách đã mua vé. Theo đó, hành khách có thể bị thu phí lên đến 30% nếu đổi trả vé. Theo đó, trường hợp khách mua vé đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023 với đoàn tàu số chẵn, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 với đoàn tàu số lẻ, sẽ áp dụng mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu. Hành khách mua vé từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023 đối với vé đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới và từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 đối với vé đoàn tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội cũng bị khấu trừ 30% khi đổi vé. Ngoài ra, ngoài đường sắt cũng quy định thời gian đổi, trả vé, hành khách có vé cá nhân phải đổi, trả vé trước giờ tàu chạy, ghi trên vé 24 giờ trở lên. Đối với vé tập thể, đổi trả trước giờ tàu chạy, ghi trên vé 48 giờ trở lên. Khi đổi vé, hành khách có vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí là 20.000 đồng trên một vé. Không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Khi trả vé, hành khách có vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé. Từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không áp dụng trả vé. Hành khách có vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên với mức phí là 10% giá vé. Từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không áp dụng trả vé. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo mức thưởng Tết Nguyên Đán 2023 của hiệu trưởng, giảng viên, nhân viên hành chính, tài xế, lao công, nhân viên vệ sinh đều là 12.750.000 đồng một người. Đại diện trường cho biết tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu đón Tết như nhau, không phân biệt chức vụ, trình độ, hệ số lương, thâm niên nên trường chọn hình thức thưởng Tết đồng đều từ quản lý đến nhân viên. Vị này cho biết thêm, những năm qua, dù ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19, song trường vẫn luôn cố gắng giữ nguyên lương và thu nhập không trừ bất cứ khoản nào của các cán bộ, giảng viên, nhân viên. Hiện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có 950 cán bộ, giảng viên, trong đó gần 600 giảng viên. Trước đó, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng công bố mức thưởng đồng đều 20 triệu đồng trên một người, không phân biệt hiệu trưởng, giảng viên, lao công. Ngoài ra, trường cũng chi 150 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu. Ngoài ra, ngày đầu tiên quay lại làm việc sau Tết, mỗi người sẽ nhận thêm 2 triệu đồng lì xì. Riêng trưởng phó các đơn vị sẽ được lì xì gấp 5 lần, tức 10 triệu đồng.
Như vậy, tính cả thưởng trước Tết và tiền lì xì, người nhận mức tiền cao nhất là 30 triệu đồng, đại diện trường nhấn mạnh. Suốt nhiều ngày liền, mạng xã hội tràn ngập những thông tin về cậu bé ở Đồng Tháp bị lọt xuống trụ bê tông. Trong khi cư dân mạng liên tục hy vọng vào cuộc tìm kiếm, thì Phương Lê, một người nổi tiếng trên mạng xã hội, bắt đầu có những phát ngôn gây phẫn nộ. Cô đăng trên Facebook cá nhân, nghe mà tim đau nhói, cầu nguyện con còn sống, tôi sẽ bảo trợ con ăn học xong đại học và sửa lại ngôi nhà cho con ấm áp nếu cha mẹ con đồng ý. Cùng nhau cầu nguyện cả nhà nhé. Không khó để nhận ra đây thực chất chỉ là hình thức tập trung sự chú ý của cộng đồng mạng về mình, vốn đã được Phương Lê sử dụng nhiều lần. Bởi lẽ thay vì đợi có kết quả, thay vì liên lạc trực tiếp với người nhà, Phương Lê luôn tận dụng lúc sự việc lên cao trào nhất và đăng tải một dòng trạng thái nửa vời. Thậm chí, cô còn đặt trường hợp là nếu cậu bé còn sống thì mới giúp đỡ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sự vô cảm của cô trong lúc tất cả mạng xã hội cùng cầu nguyện cho mạng sống của cậu bé. Từ thiện, giúp đỡ, quyên góp chỉ thực sự ý nghĩa khi nó xuất phát từ trái tim, từ cách cho đi mà không mang lợi ích gì cho bản thân. Lúc này, vì Phương Lê nhân danh lòng tốt, nhân danh chuyện từ thiện để cầu like, rõ ràng là một hành động đáng chỉ trích, cần phải loại bỏ. Một chiếc xe tải cẩu chở theo thùng container khi qua ngã tư thì vướng dây cáp rơi xuống đường. Rất may không có ai bị đè trúng. Hơn 16 giờ xe tải nâng chở một thùng container loại nhỏ đã qua tái chế chạy trên đường số 9 hướng từ trung tâm hành chính thành phố Dĩ An vào khu công nghiệp Sóng Thần. Khi đến ngã tư với đường Nguyễn Tri Phương thì phần thùng container bị vướng dây cáp viễn thông làm phần thùng container rơi xuống đường. Vụ việc xảy ra ngay ngã tư đông đúc làm nhiều người một phen thót tim. Rất may không có ai bị đè trúng, phần dây cáp bị đứt rơi xuống đường. Ngay sau đó, công an thành phố Dĩ An đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc xe ô tô lao vào sân nhà dân tại tỉnh Long An. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại được vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên quốc lộ 62, đoạn qua phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Theo đó, vào thời gian trên, một gia đình 4 người bán tiệm tạp hóa ven quốc lộ 62 cùng ra sân ngồi nói chuyện, hóng mát. Bất ngờ, chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông tốc độ nhanh lại tay lái đâm thẳng vào bàn nước, đẩy hai phụ nữ ngồi phía ngoài lọt xuống gầm xe, đi đoạn khá dài mới dừng lại. Lúc này, mọi người trong gia đình chạy đến xe tìm cách đưa hai nạn nhân ra bên ngoài, nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Thông tin từ gia đình, do đa chấn thương nên hiện hai nạn nhân vẫn còn nằm trong khoa cấp cứu, một người nguy kịch. Hiện vụ tai nạn vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, Tết đang đến gần và nơi nơi trở nên háo hức và phấn khởi. Trong khi đường phố ngày càng nhiều đèn hoa, giăng khắp nơi, thì tại các trường học không khí cũng trở nên tràn ngập hơi thở của Tết. Trên group lớn của hội học trò xuất hiện nhiều hình ảnh lớp học được trang trí Tết rất xinh đẹp, nhẹ nhàng và đặc biệt đây là thành quả của chính các bạn học sinh. Với sự góp sức của cả tập thể cộng thêm sự khéo tay và óc sáng tạo, rất nhiều lớp học trở nên lung linh và đẹp mắt khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy bồi hồi không khí xuân. Mọi ngóc ngách của lớp học đã được tin phủ đầy không khí Tết với sắc đỏ của lồng đèn, vàng của hoa mai, hồng của đào. Hội Gen Z chơi lớn không thiếu một đặc sản nào của Tết, từ mai vàng cho đến câu đối đỏ. Góc phần cửa ra vào luôn được lựa chọn để trang trí lớp học hoành tráng và bắt mắt nhất. Nhiều đồ vật trang trí Tết như câu đối, bánh chưng, mô hình giấy được các cô cậu học trò đầu tư, tạo nên không khí mùa xuân như đến gần lắm rồi. Nhìn sản phẩm 100% handmade của học trò tuy đơn giản nhưng lại không kém phần bắt mắt, đáng yêu, lại vừa đúng chuẩn không khí Tết thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, hình ảnh một đại gia đình ở Nghệ An cùng nhau làm bó hoa cưới từ lá cọ tặng cho cô dâu trong ngày trọng đại khiến nhiều người xúc động. Cô dâu Kiều Trinh, Thanh Chương, Nghệ An cho biết khi cả gia đình đang cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới của em, người cô ruột bỗng nảy ra ý tưởng phải làm điều gì đó thật đặc biệt. Rất nhanh chóng, ông nội của cô dâu mặc dù đã ở tuổi 70 tự bắt thang trèo lên cây chặt những tàu lá cọ non xuống để cả nhà có vật dụng làm hoa. Mỗi người một công đoạn từ xé lá, cắt gân lá, bện hoa kết thành bó hoa. Cả nhà từ ông nội, bố, các cô ruột và em trai của Kiều Trinh cùng nhau làm từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm mới hoàn thành bó hoa độc lạ dành cho cô dâu. Kiều Trinh chia sẻ thêm làm xong từng bông hoa đã mất nhiều công, nhưng để lại kết thành bó hoa còn khó hơn nữa. Hoa từ lá cọ non có cuốn rất mềm, nhẹ, nhanh héo. Để tạo thành bó hoa cưới, mọi người còn phải đi tìm mua các phụ kiện như hạt cọc trai, dây buộc để tạo thành một bó hoa cưới độc đáo. Nhìn cả nhà thức đêm để làm hoa tặng mình, cô dâu rất cảm động.
Được biết, cô dâu Kiều Trinh và chú rể Võ Sơn đã trải qua mối tình kéo dài 8 năm, kể từ khi là sinh viên trường đại học Vinh cho tới khi đi lao động ở Nhật và về nước. Mới đây, đoạn clip được anh T.A. chia sẻ trên TikTok đã khiến người xem xúc động khi đối về tình cảm đối với một người bạn chí cốt, kèm theo đó là dòng trạng thái: bạn đi rồi, nhưng những kỷ niệm của anh em tụi mình vẫn còn đây. Dù cách biệt âm dương, nhưng người bạn vẫn luôn nhớ đến người đã khuất. Được biết, clip ghi lại cảnh hội bạn của anh T.A. đi thăm nhà mới của bạn thân. Dù bận rộn với công việc thế nào đi nữa thì họ vẫn tụ họp, mang niềm vui và sự ấm áp đến cho anh bạn đã khuất trong những ngày cuối năm, nơi anh bạn yên nghỉ có khung cảnh thoáng đãng, được quét dọn sạch sẽ. Trong lúc nói chuyện, T.A. cùng mọi người vẫn cười nói vui vẻ với bạn như ngày xưa. Đối với họ, dù đã đi xa nhưng người bạn thân vẫn luôn ở bên. Các anh luôn mong bạn ở thế giới bên kia được hạnh phúc. Đoạn video tuy ngắn nhưng vừa mới đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân tình. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ bởi tình cảm của mọi người dành cho bạn đã khuất. Trên trang Reddit chính thức của Apple, hãng cho biết sẽ tăng giá thay pin chính hãng cho một số sản phẩm. Dự kiến thay đổi trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, áp dụng với iPhone, iPad và MacBook. Theo Apple Insider, khi giới thiệu dòng iPhone 14 vào tháng 9 năm 2022, Apple cũng đã tăng chi phí thay thế pin từ 69 USD lên 99 USD cho sản phẩm này. Giờ đây, công ty vẫn giữ mức 99 USD cho các mẫu hiện tại, nhưng đã tăng giá cho tất cả mẫu cũ hơn. Mức tăng mới không ảnh hưởng đến người dùng có Apple Care Plus hoặc những người có iPhone vẫn còn bảo hành. Đối với iPhone, Apple cho biết phí dịch vụ thay pin mới ngoài bảo hành sẽ tăng thêm 20 USD cho tất cả các mẫu iPhone trước iPhone 14. Đối với iPhone, Apple cho biết phí dịch vụ thay pin mới ngoài bảo hành sẽ tăng thêm 20 USD cho tất cả các mẫu iPhone trước iPhone 14. Đối với các dòng iPhone vẫn sử dụng nút Home, mức phí sẽ tăng từ 49 USD lên 69 USD. Đối với các dòng iPhone sử dụng Face ID, mức phí sẽ tăng từ 69 USD lên 89 USD. Cũng kể từ ngày 1 tháng 3, Apple sẽ tăng chi phí thay thế pin MacBook từ 30 đến 50 USD. Còn với iPad, mức tăng là 20 USD. Ông Bruce Campbell, 73 tuổi, là một người luôn yêu thích những chiếc máy bay nên đã quyết định bỏ ra 100.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 2,3 tỷ đồng để biến một chiếc Boeing 727 bỏ hoang trở thành ngôi nhà của mình. Năm 1999, Bruce, khi đó là một kỹ sư điện, đã biết được thông tin về một chiếc Boeing 727 bị bỏ hoang ở Hy Lạp. Bruce đã trả 100.000 đô la Mỹ để mua lại chiếc máy bay này. Sau đó thì ông phải trả thêm 120.000 đô la Mỹ nữa để chuyển nó từ Hy Lạp về Oregon, Mỹ. Nhiều bộ phận hư hỏng bên trong bao gồm cả động cơ máy bay đều đã bị loại bỏ. Ông Bruce tiếp tục đầu tư thêm 15.000 đô la Mỹ nữa và 2 năm để cải tạo lại không gian rộng 1.066 m2 thành nơi ở tiện nghi. Phòng ngủ của ông có một chiếc sofa giường với nệm được làm ấm bằng điện, đặc biệt thích hợp vào mùa đông. Ngoài ra thì phòng tắm cũng được trang bị vòi sen và nhà vệ sinh riêng cho khách bên cạnh bồn rửa và máy giặt. Ông Bruce không quá đầu tư vào khu vực bếp vì nói rằng bản thân không dễ nấu nướng, nhưng vẫn có những thiết bị cơ bản như lò phi sóng, lò nướng bánh mì và tủ lạnh. Nhờ sống trên máy bay, mỗi năm người đàn ông này có thể tiết kiệm kha khá tiền vì chỉ phải chi trả 220 đô la Mỹ một tháng tiền thuê đất, 100 đến 250 đô la Mỹ tiền điện. Ngoài ra thì ông cũng rất thoải mái cho du khách tham quan nơi ở đặc biệt của mình và cho rằng bản thân không hề hối hận vì quyết định này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.